Hiền Thục xin được mến chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chúng tôi thực hiện chủ đề lần này, thuốc kháng virus uống cầm chừng, nguy hại gì cho F0? Thưa quý vị, người sẽ cùng tư vấn với tất cả quý vị trong chủ đề lần này sẽ được trân trọng giới thiệu có bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên Chi hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Hiền Thục xin được kính chào bác sĩ Khanh ạ. Dạ, xin chào Hiền Thục, xin chào alo bác sĩ, xin chào tất cả mọi người. Dạ, thưa bác sĩ Khanh, trong phác đồ điều trị COVID-19 tại Việt Nam thì chúng ta có 3 loại thuốc kháng virus được sử dụng là Favipiravir, Remdesivir và Monopiravir. Thì xin được hỏi bác sĩ là mỗi loại thuốc này chỉ định cho những trường hợp nào và giai đoạn nào của bệnh ạ? Trong hai cái thuốc này nó có cái loại thuốc chích và hai loại thuốc uống. Thì chúng ta không nên bàn với cái Remdesivir làm gì nha, bởi vì cái thuốc này nó chỉ có dùng trong bệnh viện thôi. Chứ ngoài không có thể có ai mà có thể chích được cả chuyên được cả. Thì đó là những giai đoạn bệnh nằm trong bệnh viện có nguy kịch hoặc là giai đoạn bắt đầu nguy kịch người ta sử dụng. Còn riêng hai cái loại thuốc uống á thì chúng ta nên uống sớm trong vòng 5 ngày đầu, đặc biệt là 2 ngày đầu. Như vậy thì nó mới có tác dụng nhiều, chứ còn nếu mà không có tác dụng uống trễ thì nó không làm được gì đó. Bởi vì lúc đó virus nó sinh sôi nảy nở rồi, chúng ta không cần thiết uống nó đâu, chính cơ thể mình phải loại thôi. Thưa bác sĩ, vậy có phải rằng là ai mắc COVID-19 thì chúng ta cũng phải điều trị thuốc kháng virus hay không? Thường thì trong nhóm bệnh nhân được điều trị và theo dõi tại nhà thì những trường hợp nào cần phải cân nhắc điều trị bằng thuốc kháng virus ạ? Thuốc kháng virus á, khi mình uống thuốc kháng virus á, thì không phải tất cả mọi người uống đều nó có tác dụng đâu. Nó có cái tỷ lệ nhất định. Thứ hai là cái người nào cần mới uống. Ví dụ như một người trẻ mà đã chích ngừa đủ rồi mà không có triệu chứng gì đặc biệt, không có bệnh nền gì hết, thì mình không cần thiết uống kháng virus, vì chính cơ thể mình bình thường trước đây không có thuốc kháng virus là những người đó cũng vượt qua, đặc biệt là những người đó chích ngừa 3 mũi. Cho nên cái thuốc kháng virus này phải có chỉ định rất là rõ ràng, nó làm sao để cho những cái người mà có nguy cơ nặng, không có nặng, kịp thời không có nặng, thì lúc đó chúng ta phải hình dung là những người đó là những người gì, những người là chưa chích ngừa hoặc là chích ngừa không có đủ. Thứ hai là những người lớn tuổi quá, thì dù mình chích ngừa đi nữa thì sức đề kháng mình chắc nó cũng không hoàn hảo bằng người ta, và đặc biệt là những người có bệnh nền, và đặc biệt là những người bệnh nền mà chưa có ổn định mình mới xem xét uống cái thuốc, những thuốc kháng virus này. Dạ, hiện nay thì Monopiravir đang được chỉ định để bán ở trên thị trường. Nhờ bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn là Monopiravir được chỉ định cho những ai, thuốc này chống chỉ định cho những ai, liệu trình điều trị của nó hiện nay như thế nào ạ, thưa bác sĩ Khanh? Cái Monopiravir này hiện nay thì có thể bán ngoài thị trường, nhưng mà có thể một điều rất là khó khăn là người cần thì không mua được, mà người không cần thì có thể người ta có, mà người cần không mua được chính thức thì người ta đi mua thuốc lậu, mà đi mua thuốc lậu thì nó lại chở giống như là mình lúc mình chưa sản xuất. Cái chỉ định của Monopiravir là như thế này: những người nào có thai đang cho con bú, tình trạng suy gan suy thận nặng thì không có nên uống cái thuốc này, bởi vì cho con bú thì không uống được, nó sẽ quá sữa. Có thai thì người ta chưa có nghiên cứu, người ta không cho uống, rồi mình suy gan nặng uống cho nó suy thêm, suy thận nặng uống cho nó suy thêm, thì đó là những cái mà chống chỉ định chúng ta không có uống. Còn nếu mà chúng ta phụ nữ mang thai cần uống thì phải phụ nữ mà cho con bú cần uống là chúng ta phải ngưng sữa trong vòng 72 tiếng. Thứ hai là cái liều thuốc này đó là phải uống 800 mg, thì nó có hai loại: loại 200 thì uống 4 viên, và loại 400 thì mình uống 2 viên, và một ngày chúng ta xuống 2 lần, sáng 1 lần, tối 1 lần. Thường thường á thì mình xuống trước ăn, nhưng mà có những người nào mà uống mà nó vật quá đó thì chúng ta uống xong cho ăn liền, còn sau không thì mình để 30 phút xong rồi ăn. Đó. Thứ hai là mình phải uống trong vòng 5 ngày, chứ đừng có uống thuốc xong rồi nghỉ rồi bỏ đi thì có thể nó làm kháng thuốc. Đó là những cái mà khi chúng ta thực hiện Monopiravir chúng ta nhớ cái chuyện đó. Còn cái phần chỉ định của nó thì chúng ta đã bàn đầu chương trình rồi, chỉ những người nào có cơ địa mà cần thiết mới uống. Và cái khó khăn hiện nay của một người mà đang có chỉ định uống Monopiravir thì trong lý thuyết mình nói mình xin đi khám bác sĩ, mà tôi dám chắc là cái bác sĩ cũng không muốn khám cho cái người đó đâu, tại vì mà khám bác sĩ mới được kê toa. Chứ còn nếu mình không khám bác sĩ sao kê toa, mà bác sĩ người ta có dám ngồi khám F0 đánh giá hay không, thì cuối cùng người ta không được khám.
Rồi mình nói bây giờ mình tìm bác sĩ gia đình thì cũng rất là khó. Bác sĩ gia đình, hệ thống bác sĩ gia đình của Việt Nam mình tiếp cận người dân cũng khá là khó. Rồi mình nói là mình đi đăng ký trạm y tế rồi trạm cấp cho cái giấy cũng rất là khó. Thật ra cuối cùng chúng ta nên xem lại cái cách, vì lý thuyết là như vậy, mình có phải nên xem lại cái cách để làm sao cho người dân mình tiếp cận cái Monopiravir khi họ cần, bởi vì nó cần là cần được kỹ sớm, còn đi vòng 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 2-3 ngày sau mới kiếm được thuốc thì nó không còn giá trị gì nữa. Dạ. Thưa bác sĩ, với những trường hợp mà cần thiết phải sử dụng Monopiravir thì chúng ta nên bắt đầu ở giai đoạn nào? Nhiều người thường có một tâm lý như thế này, đó là chần chừ chờ đến khi thật sự là không kháng cự được, bởi họ nhận thấy rằng là những lo sợ về những tác dụng phụ của Monopiravir, thì khi mà không kháng cự được mới nghĩ rằng là nên sử dụng. Điều này có đúng hay không ạ? Cái đó là hoàn toàn không đúng đâu. À. Nếu trong những ngày đầu mình sốt cao rất khó chịu, mình uống thì tốt, mà nếu mình nghĩ là mình là một người cơ địa cần phải uống thì phải uống cho sớm, tại vì nếu mình chần chừ tới lúc mình có triệu chứng thì thường thường nó có triệu chứng mình làm cho mình lo lắng là cũng 4-5 ngày nó mới phát ra, thì 4-5 ngày thì cái thuốc nó đâu có thể ức chế được cái con virus một cách tốt nhất được à. Thì thành ra chúng ta nên đã quyết định thì nên uống sớm, còn mình chờ tới lúc mình có triệu chứng nhiều thì có thể nó đã vượt qua cái lúc mà thuốc nó cần ức chế virus rồi thì nó trễ. Thưa bác sĩ, việc chúng ta sử dụng Monopiravir không đúng phác đồ đem đến những nguy cơ gì cho người bệnh? Nhờ bác sĩ Khanh có thể chia sẻ cụ thể để quý vị có thể hiểu hơn. Nhiều người lo lắng rằng là dùng thuốc không đủ liệu trình là một yếu tố khiến cho người bệnh tái dương tính. Nỗi lo này liệu có cơ sở hay không ạ? Thứ nhất á, tái dương tính nó không liên quan gì tới cái con virus, cái thuốc phóng virus đó. Và cái tái dương tính có khả năng là mình xét nghiệm nó sai thôi, không có gì. Nhưng đã uống đủ cho đúng à, có rất là nhiều người thấy tự nhiên sẽ 4 viên một lần nhiều quá, viên thuốc to quá, ví dụ viên 200 mg viên thuốc to quá giảm liều xuống là sai. Hoặc mình uống xong rồi 2-3 ngày sau mình đọc mình thấy tác dụng phụ quá cái mình ngưng bớt cũng là sai, tại vì nó sẽ kháng thuốc, và kháng thuốc đó không may nữa là lây cho cái virus đó cho người khác, thì nếu mà tiếp tục kháng thuốc nhân rộng ra thì lúc cái thuốc này nó mất tác dụng đi. Cho nên mình uống thuốc thì mình nên uống, còn đối với tất cả các thuốc nếu mình đọc cái tác dụng phụ của nó thì không có thuốc nào mình dám uống, ngay cả cái thuốc mình sử dụng nhiều nhất á, là paracetamol á. Mình thử đọc kỹ lại cái tác dụng phụ của nó thì tôi bảo đảm các bạn sẽ không dám uống thuốc. Chẳng qua là thuốc là thuốc mới mình nghiên cứu quá nhiều thôi, cho nên cái tác dụng phụ thường người ta ghi cho nó đầy đủ à. Tỷ lệ mà thật sự có cái tác dụng phụ đó thì nó rất là thấp. Thứ hai là đặt cần thì uống mà không cần thì thôi, chứ không có chần chừ gì hết đó. Dạ, ở một thực trạng hiện nay đó là chia sẻ thuốc cho người nhà của mình cũng là F0. Thưa bác sĩ, điều này chúng ta cần được hiểu đúng như thế nào và chúng ta cần phải cẩn trọng ra sao ạ? Chúng ta nhớ cái liều thuốc á là nó phải đủ liều nha. Thứ hai là có chỉ định, mình chia sẻ thì nếu mình không uống thì mình có thể chia sẻ cho người có chỉ định, chứ mình đừng có được chia ra một nửa mình uống một nửa rồi người ta uống một nửa thì đó nó hai người đều không đủ liều hết. Cũng có một số người á, người ta mua sẵn để ở nhà bởi người ta sợ là cái lúc người ta bệnh thì người ta không mua kịp, thì đó cũng bình thường thôi, cái đó là do cái quản lý của mình làm cho người dân sợ hãi không biết mua kịp hay không. Và đến bây giờ thì mình cũng đâu biết là ai đúng nào bệnh à. Nhưng nếu mình đã dự trữ thì có chỉ định mới uống, còn không có thì thôi à. Và nếu mình uống phải uống đủ liều, cho nên mình uống mà mình chia nửa cho người này người kia thì không đủ liều rất là tai hại, tại nó sẽ kháng thuốc. Với những người có bệnh mãn tính như là tăng huyết áp, đái tháo đường thì khi cần thiết mà họ phải sử dụng Monopiravir thì liệu rằng là Monopiravir nó có làm giảm đi những cái tác dụng của thuốc của bệnh nền của họ hay không ạ? Cho tới hiện nay thì người ta nói vẫn tiếp tục uống thuốc bình nền, thành ra mình nên tiếp tục uống. Thưa bác sĩ, nếu như chúng ta đang dùng thuốc Monopiravir mà chuyển sang nặng hơn thì phải như thế nào ạ? Trong trường hợp này thì đâu là những dấu hiệu cảnh báo bệnh có khả năng trở nặng dù là mình vẫn đang dùng Monopiravir và chúng ta cần phải cảnh giác ạ? Thứ nhất á, trong 4 cái liều đầu của Monopiravir thì có thể người đó có sự cảm giác mà mình khó chịu hơn, ví dụ như là sao tự nhiên nó hơi mệt hơn chút, nó hơi cào ruột hơn chút, hơi choáng váng hơn chút, thì lúc đó chúng ta phải đo cái nồng độ oxy trong máu, chúng ta phải đo huyết áp, chúng ta đánh giá mạch lại. Nếu tất cả đều bình thường, chúng ta chờ xem là cái liều thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó nó sẽ ổn định.
Còn bớt thức lúa nào chúng ta lo lắng, chúng ta đều phải đi bệnh viện, bởi vì cái bệnh này nó có thể trở nặng cơ mà. Và đặc biệt là chúng ta nên theo dõi cái nồng độ oxy trong máu để xác và huyết áp để xác định xem cái mệt này là do thuốc hay là do chính cái bệnh của mình. Và nếu do chính cái bệnh của mình hoặc là mình nghi ngờ là do chính bệnh của mình thì mình đi khám bệnh. Ở trong trường hợp nếu chẳng may và bệnh nhân có lỡ và sơ suất quên đi uống một liều thì chúng ta nên uống tiếp theo những liều tiếp theo như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Cho tới hiện nay thì người ta cũng chịu uống uống uống, uống lại thôi. Đấy, uống lại một cách sớm nhất. Ở cuối chương trình, nhờ bác sĩ Khanh có thể đúc kết một số lưu ý khi mà chúng ta sử dụng Monopiravir điều trị COVID-19 với những người trong độ tuổi sinh sản sau khi ngưng sử dụng thì cần có kế hoạch bao lâu mới nên có con ạ? Nói tóm lại, Monopiravir là cái thuốc mà nó để kháng virus. Thành ra chúng ta dùng nó sớm, trong vòng 5 ngày đầu và đặc biệt là 2 ngày đầu. Thứ hai là cái thuốc kháng virus, nó cũng là thuốc điều trị đặc hiệu, cho nên phải có chỉ định rõ ràng. Mình cần thì mình mới uống, không cần thì thôi. Và uống là phải uống đủ liều, 800 mg một ngày 2 lần trong 5 ngày liên tiếp. Và chúng ta nhớ là Monopiravir thì nó có những cái chỉ định, chống chỉ định của nó. Cho con bú phải ngưng, bệnh gan nặng thì không được uống và bệnh thận nặng thì không được uống. Nếu mình mong muốn mình mà có thai sau khi mình uống thì theo lý thuyết á, thì là sau 100 ngày chúng ta có thể có thai lại. Tuy nhiên có một số người sau khi mình uống xong thì mình biết có thai, thì cho tới hiện nay người ta cũng không khuyên mình bỏ thai, chỉ đi khám thai định kỳ thôi. Xin được cảm ơn bác sĩ Trương Hữu Khanh với những thông tin chia sẻ ở số phát sóng lần này. Tất cả những thông tin, những cái cần mà lưu ý khi mà quý vị sử dụng Monopiravir và các loại thuốc kháng virus khác, hy vọng sẽ giúp ích cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Thân ái chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.